Thưa quý vị và các bạn, trong tổng số 2.700 thanh niên Bắc Giang lên đường nhập ngũ năm nay, thì có gần 600 thanh niên viết đơn tình nguyện. Đây là một trong những kết quả nổi bật của công tác tuyển quân năm 2022. Điều này đã khẳng định tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trách nhiệm của thanh niên Bắc Giang với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Và trong số gần 600 lá đơn tình nguyện có rất nhiều đơn của những sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là một trong năm thanh niên tiêu biểu của thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Tân binh Nguyễn Xuân Huy ở tổ dân phố Nguyễn cũng vừa mới tốt nghiệp đại học. Bằng tốt nghiệp được tân binh này tạm cất để chuẩn bị cho quá trình thực hiện nghĩa vụ công dân kéo dài 2 năm trong môi trường quân ngũ. Tôi được sống trong một gia đình quân đội từ nhỏ và sau khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi cảm thấy là một công dân thì tôi cần phải có trách nhiệm với một tổ quốc. Sau khi hoàn thành chương trình học đại học xong, tôi đã quyết định là làm đơn để góp một phần nhỏ bé của sức lực của mình và bảo vệ tổ quốc. Vừa rời ghế nhà trường, không như bạn bè cùng trang lứa, nhiều tân binh sinh viên đã lựa chọn cho mình con đường tình nguyện lên đường bảo vệ tổ quốc. Bởi với họ, đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Sau 2 năm trong môi trường quân đội thì em muốn mình sẽ cứng rắn và trưởng thành hơn ạ. Và sau khi hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự thì em muốn giúp ích cho gia đình, địa phương và xã hội. Thì thôi, gia đình tôi cũng nhận được cái quyết định đấy thì gia đình cũng ủng hộ, đồng ý cho cháu đi, chỉ mong sao là vào trong môi trường quân đội. Con mình đi là rèn luyện tốt rồi hoàn thành nhiệm vụ, rồi trở về quê hương trở thành một công dân tiêu biểu. Trong tổng số gần 600 lá đơn tình nguyện năm nay, thì có đến hơn 180 lá đơn của các sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp. Tuy mới ra trường, song những tân binh này đã tạm gác lại những dự định ước mơ của mình để nhập ngũ, với mong muốn được đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ quê hương. Chúng tôi đã phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy, rồi Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, và các cái ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn là tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp, đặc biệt là đối tượng thanh niên trong cái độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Sau khi khám tuyển cấp huyện xong thì đã có rất nhiều đơn tình nguyện. Đây là một cái điểm sáng, một là điểm nhấn trong công tác khám tuyển của huyện Lạng Giang năm 2022. Khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, các tân binh tình nguyện viết đơn nhập ngũ, nhất là của những sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, đã thể hiện rõ trách nhiệm của tuổi trẻ với nghĩa vụ thiêng liêng lên đường bảo vệ Tổ quốc.